Mà này con nuôi lâu chưa? Con nuôi lâu rồi, được nửa năm rồi. Ở nhà con nuôi gì? Nuôi ngô à? Ngô, ngô. 6 tháng rồi. Đẹp lắm. Mà này có bán cân bao tiền? 120. 120 à? Đó. Con này có hơn cân. Có cân gì không? Cân có. Không? Thế này bây giờ bán hết à cô? Vâng, cô bán hết rồi. Ở nhà cô cân chưa? Chưa, cô không có cân. Cháu có cân không? Cô đợi cháu đi vào lấy cân. Cô để lên lấy cân. Cân này 5 cân nhỉ? Cân tí. Cân tí nữa. Có 2 cân rồi dạ. Con này cũng cân 9. Nhớ là con này chắc rồi. Này có 2 cân rưỡi. Có cân rưỡi. Bây giờ hai con mỗi con cân 9 này. Con này cân rưỡi là
5 cân 3. Cô xách vào đây cháu đi. Cô lại mang cho cháu chào gia đình nhé. Thế chị chuẩn bị tiền cho tôi đủ chưa? Tôi chuẩn bị được một ít thôi. Thế thì đưa cho tôi. Thế có lo được bằng này tiền lãi cho tôi được à? Bằng này thôi. Bằng này sao đủ được? Này đi tìm người xem đi. Chị có tiền ở đâu nói cho chúng tôi để biết để tôi đỡ phải đi tìm. Có đâu, tôi chỉ có bằng này thôi. Bây giờ tìm không có bằng này, có các em thế xin. Chị hẹn chúng tôi bao nhiêu lần rồi hay sao không trả? Hẹn bao nhiêu lần rồi nhưng mà tìm không được, lúc đi làm thuê họ cũng không lấy và không lấy. Thôi. Thế bây giờ chị định khi nào trả cho tôi? Tôi cất cho anh mấy hôm. Anh không trả là hôm nào mới trả? Để tôi đi làm mấy
nó trả cho các em nhìn dần thôi. Thế hôm nay không trả là không xong với tôi đâu đấy. Tôi xin mấy hôm đó, mấy ngày đó. Tôi không biết. Tóm lại là chị làm thế nào làm thì hôm nay phải chuyển nhượng cái nhà cho tôi để trả nợ. Cho tôi xin về chuyển nhượng cái nhà cho các anh thì tôi cũng không có tội nữa. Cho tôi xin mấy hôm đó tôi đi làm, tôi đi tay cho tiền để cho các em. Các em lấy nhà cho tao lấy đâu mà nhà mà ở. Có chợ tôi không biết. Đó là nợ thì phải trả. Nợ trả mà. Biết chuyển nhượng cho tôi, khi nào có tiền thì tôi sẽ cho chuộc lại. Thôi cái này cho tôi xin nhà, không phải nhà tôi, nhà chồng tôi biết thì cũng đánh tôi chết thôi. Mày cho tôi xin mấy hôm đó. Thế mày lấy sổ về để tôi làm này, lấy chuyển nhượng đi. Xong rồi đưa tôi xem nào. Rồi, chị ký đi. Chị ký vào đi. Tôi không ký đâu, ký chồng tôi cũng đánh tôi chết thôi. Xem qua xong ký đi. Tôi không ký, ký chồng tôi cũng đánh tôi chết. Thế chị có ký không? Không ký nếu không ký đừng có trách chúng tôi nhá. Không ký thì chồng tôi đánh tôi chết. Thế chị có ký không? Tôi không ký. Làm gì tôi xin, tôi xin. Lôi cô ta về đây ký. Thôi được rồi. Lôi về đây ký. Tôi không ký đâu. Không ký thôi, mang nó lại đi. Tôi ký. Ký vào đây. Không ký đâu. Ký đi. Tôi xin cái đầu quá, xin các anh. Tôi xin các anh thôi. Ký cho đây. Xin anh rồi. Đi đi. Rồi. Bà đi ra đi. Cho tôi xin đấy. Tôi không đi đâu bây giờ. Tôi biết đi ở đâu rồi. Kéo vào ra ngoài. Cho tôi xin tôi không đi. Không nói gì nhiều hết. Kéo vào ra ngoài. Cho tôi xin đi, nghe cho tôi xin lấy nhà đi, cho tôi xin này, cưới cho tôi các anh, mở cưới cho tôi lên nhà đi các anh ơi, mở cưới cho tôi,
Mở cửa cho tôi. Thank you.
có hết. Ôi mơ. Mẹ ơi, mẹ ơi, bây giờ bà mới đi đâu ấy nhờ? À, đâu rồi? Ôi, nhậu quá. Ủa nha, mẹ má. Ủa
Chị lắc.